Tập 3. Ồ, em là giỏi nhất. Nhận được câu hỏi năng lực tạm thời 4%, sức hấp dẫn tạm thời 17%. Các vị à, đừng có khen nữa, đừng khen mà. Ôi thần tài của ta, em đi chậm một chút. Hả? Em ra thối, làm tốt lắm. Chị ơi, mày ơi. Ủa, bà chủ, sao lại tới đây? Xong rồi, lỗ tẩy hết rồi. Người tiếp theo mã số. Danh sách thăng cấp đã được công bố, đấu trường tranh tài hôm nay chính thức kết thúc. Cầm lấy, đây là vòng đeo tay thăng cấp chính thức. Bên trên có mã số của cậu, đồng thời danh thi đấu chính thức tới kết thúc và lĩnh trang phục thi đấu chính thức phải dựa vào vòng tay này, đừng có mà làm mất nữa. Tối nay mọi người sẽ lại đây, dù có lý do gì cũng không được rời khỏi đây. Tiếp theo. Vâng, tổ chức sẽ trả lại điện thoại di động cho các bạn. Các bạn có thể gọi điện thoại, gọi điện cho người thân đợi nấu ăn và ở chung với mình. Sẽ rất là thuận tiện cho việc thảo luận nguyện vọng, đọc hồ sơ của người với người nhà. Vòng tay của các bạn đeo trên tay được dùng để làm các thủ tục xác minh danh tính và để chứng nhận đã được hưởng tất cả các dịch vụ của phòng thi trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Hãy giữ chúng thật cẩn thận. Các bạn còn có thắc mắc gì không? Tôi có một vấn đề rất là quan trọng. Khí thế mạnh mẽ như vậy, đây chính là bạn học sinh thể hiện trên sân rất tốt. Bạn học sinh này còn có vấn đề gì sao? Tiền xe người nhà đi đến đây thì tìm ai thanh toán? Tìm tôi. Wow, thế này quá là hào phóng rồi. Thầy ngạc nhiên cái làm hiệu trưởng không phải thường xuyên tiếp xúc với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sao? Học sinh rất thất trung, chưa từng tiến vào thi đấu chính thức, thầy làm sao mà biết chứ? Xin lỗi. Ngỡ rồi thí sinh và người thân ấy, những người khác cắm vào. Thần tài, em ăn ngon ngủ yên, trận đấu chính thức nhất định sẽ thắng đó. Mình vừa mới gọi điện thoại cho mẹ bà chỉ rồi, đi lên trước cho họ nhân tiện nhìn xem cái căn phòng sang trọng cái nào. Câu hợp để thay đổi cuộc đời thật không phải là bốc phét. Mình nhất định phải tận dụng tốt cái lời nguyền giá trị để sau khi trọng sinh viết lại cuộc đời. Ai đó? Hai, anh đẹp trai. Mày ơi, trường thi còn cung cấp dịch vụ đặc biệt nữa hả? Tên tôi là Mã Lệ, mã số của tôi là 13. Lần đầu tiên gặp mặt xin được chỉ bảo nhiều hơn. Mở lên như tiểu thư của tập đoàn Mã Thị. Mã số lớn thật. Không được. Thật ngại quá. Mà học sinh đẹp đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là muốn chào hỏi cậu thôi. Nếu như ngày mai hai ta có đấu với nhau, anh đẹp trai nhớ phải hạ thủ lưu tình với tôi nha. Hả? Chuyện đó không cần phải bàn bạc. Chuyện tương lai á, nếu hai ta gặp nhau tôi sẽ đánh cô đến chết. Tới cậu, cút đi, cái đồ không biết tốt xấu. Bà học mã cho tôi xem lại mã số của cô đi. Bác nãy vẫn chưa kịp nhớ. Mã số này thật lớn. Đừng có nói giảm nữa, cho dù số hiệu của cô lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không thu hạ lưu đâu. Tiêu Vũ, chị. Hai phòng ngủ, hai phòng khách ăn ở. Nguyên liệu nấu ăn ở trong căn tin hoàn toàn miễn phí, hai người thấy thế nào? Wow, cái tên nhóc này, em quá thật là có triển vọng nha. Thật tốt quá. Vừa sau cuộc sống của Tiêu Vũ sẽ càng ngày càng tốt, mấy cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng mà có một vấn đề chỉ muốn hỏi em là em phải thành thật trả lời. Có phải em tìm phú bà không? Bà ta là ai? Hơn nữa, mức năng lượng của em chỉ mới 0,7, sao lại tăng nhanh như vậy? Em học ở thất trung, không phải đang học ở nhị trung sao? Tại sao lại qua thất trung rồi? Bà chị ơi, chị đừng có hỏi một người câu hỏi như vậy, em vừa mới vất vả thì xong rất là đau đầu đó. Vấn đề này, cái đó, đến giờ ăn cơm rồi, ở chúng ta đến canteen mẹ nấu cho con ăn nha, con sắp chết đói rồi. Được mẹ.
Được được. Làm món ngon nhất, có phong phú nhất cho cô. Được đã, Trọng Vũ, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị mà. Tiểu Vũ sắp bước vào cuộc thi quan trọng hơn, đương nhiên là cần ăn ngon một chút rồi. Chúc mọi người ngon miệng. Mày đó, mã số 13. Sao có lỗi đấy? Đây là cái mà mẹ tôi cực khổ nấu đó. Cậu đừng có như vậy mà. Cũng chỉ là nhiều thêm một đôi đũa thôi. Hả? Cô gái này là... Chào mọi người, tôi cũng là học sinh kỳ thi đại học lần này. Tôi cũng là vào vòng đấu chính thức ngày mai đó. Xin chào. Cô thật lợi hại ha, cũng thăng cấp rồi. Không sao, cháu cũng ăn đi. Dạ mà cô dạy thật đó, người nhà không làm cô làm cơm cho cô sao? Không có. Người nhà tôi không đến, không thân, thở yếu đuối, lại không biết nấu cơm, cũng không thể chết đói được mà. Thân thở yếu kiều đầy đặn như vậy, xem ra gia cảnh rất tốt nhỉ. Có phải tôi nên đồng cảm với cô không? Nói tình mấy người mời tôi bữa cơm này, tôi sẽ bán cho cậu một ít tin tức. Hả? Đây là bác Hồng Diệu. Cô ấy thì có tin tức gì được chứ? Nhất định là chuyện cô ấy là thiên kim của bác Hồng gia đó, chẳng phải là điều mà mọi người biết sao? Đây là lộ thông tin gì vậy rồi? Vẫn còn những chuyện mà cậu không biết đấy, mặc dù nó cũng không được coi là tin tức gì, xem như là tin đồn bắt quái thôi. Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi. Tính cách thì cô độc lạnh lùng. Bình thường ở nhất trung tuổi tôi thì cô ấy học rất giỏi, nhưng mà tôi nghe nói là mối quan hệ của cô ấy với gia đình á không được tốt lắm, nên tôi đoán bây giờ không có người nhà nấu ăn cho cô ấy, cho nên cô ấy mới ngồi ở đây. Một điểm quan trọng đó là cô ấy vẫn còn độc thân, đến nay vẫn chưa từng yêu đương lần nào. Thằng nhóc cậu đây trông vẫn còn ra hình người, nếu như cậu để ý đến cô ấy thì... Không có. Giờ con gái này gầy thế này chắc hẳn sinh con rất là khó khăn nhỉ con trai à? Thiên kim của nhà bác Hồ trông như một cô bé Lolita vậy. Khả năng cao vẫn chưa thành niên, nếu dám theo đuổi cô ấy thì chẳng khác nào là lừa gạt vị trí thành niên nhà người ta đâu. Thành niên rồi. Đủ rồi đó. Em đến đây là để thi chứ không phải là đến để tham gia chương trình xem mắt quân tử hảo cẩu đâu rồi nha. Này này này, nhìn bên kia đi. Đó không phải là bác Hồn Diệu sao? Cô ấy cũng đến căng tin à? Đường đường là thiên kim của nhà bác Hồn, vậy mà lại đã vào mắt đồ ăn của những thường dân nghèo như khổ chúng ta sao? Đừng có nói nữa, cẩn thận bị người ta nghi thật đấy. Thiên kim của nhà bác Hồn sao lại ngồi ở đây nhưng không ăn cơm vậy? Người nhà không tới sao? Bố của cô ấy là cục trưởng một người thượng lâu, bận rộn như vậy làm sao có thể tới cái nơi này rồi xuống bếp làm cơm được chứ? Có thể là cô ấy ngồi đây đợi đồ ăn được giao đến từ khách sạn 5 sao đó. Nhìn xem, đó là lỗi của mấy người, mỗi người đều đang bàn tán bà cô ấy kìa. Người ta cũng xấu hổ chứ. Đều là do cậu muốn theo đuổi người ta mà ra. Đều do cậu muốn theo đuổi người ta mà ra. Em không có là do mọi người nói linh tinh. Được rồi, nhanh ăn đi. Ăn no căng luôn, quả nhiên là mùi vị mẹ nấu là nhất. Trận đấu chính là chính thức ngày mai, hãy cố gắng lên nha con trai lớn. Cái thằng nhóc này á, em chưa ăn no à? Gì nuôi dạy cái đồ bắt giới như cậu bao nhiêu năm như vậy cũng thật là không dễ dàng gì. Nửa đêm sợ sẽ đói bụng cho nên gói mang về làm đồ ăn khuya. Nửa đêm khi nào đói bụng thì mẹ có thể xuống căng tin nấu cho cô một bữa ăn là được rồi mà. Không cần đâu, lát nữa cô sẽ đến phòng tập luyện thêm một chút. Mọi người vào trước đi. Ồ, vẫn còn đang luyện tập à? Chỉ nhồi nhét như vậy mà không được đâu. Thẳng thắn mà nói thì lần này cậu đừng có thi nữa. Về nhà học lại thêm 2 năm rưỡi nữa. Tôi cũng sẽ bớt đi một đối thủ đó. Thôi cậu im miệng đi. Dì ơi, hôm nay cháu cảm ơn sự chiêu đãi nồng nhiệt của dì.
Đường cái sáu. Sẽ tới mà. Chả nhất định sẽ tới thôi. Còn tới gì nữa chứ, lúc này đã nửa đêm rồi. Hả? Nó muốn tới thì đã tới từ sớm rồi. Làm gì con nhà ai giống như cậu vậy hả? Vẫn còn ngu ngốc ngồi khóc hu hu với cái bụng đói meo à? Ăn đi. Đường đường là thiên kim của nhà Bác Hồ mà lại đói bụng mà thua trận đấu chính thức. Nói chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài thì mọi người sẽ cười bóp bụng đấy. Xin hỏi cậu là chịu đói cả đêm rồi mà vẫn còn hơi sức để đặt câu hỏi à? Có câu hỏi gì thì ăn xong rồi hỏi tôi sau. Bóng lưng này quen thuộc quá. Tôi bắt đầu ăn đây. Lẽ nào cậu ấy chính là... Cảm ơn đã mời tôi. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Là do tối hôm nay mẹ tôi đã nấu đồ ăn nhiều quá thôi. Mà biết thiếu sau bữa ăn, sống vượt qua cái thần tiên. Học sinh không thể hút thuốc. Mình phải thăm dò cậu ấy. Đúng rồi, vừa rồi cậu muốn hỏi tôi chuyện gì nhỉ? Tôi bị một thế lực đen tối tấn công ở Thanh Thành rồi hôn mơ cuối cùng cũng được một người lạ cứu giúp. Tôi vẫn không biết người đó là ai. Tôi chỉ nhớ là được bóng lưng và giọng nói của người đó. Hình bóng mà tôi thấy trong trận đấu ngày hôm nay rất là giống với hình bóng tôi tự nhìn thấy ở cái nơi xa lạ đó. Hơn nữa, tần suất âm thanh và âm sắc của cậu rất khớp. Không phải như hôm đó tôi có nghe nói cậu hôn mưa ở đó, thì rồi hôm nay tôi có trùng hợp ở cổng thời không ở Thanh Thành thám hiểm vùng bất kỳ lạ. Không hổ là người của gia tộc Bác Hồn, tần số âm thanh cũng nghe được ra được đó. Vậy sao? Có vẻ như tôi nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà cảm ơn vì bữa ăn tối hôm nay ngon lắm. Thiên kim của nhà Bác Hồn lạnh lùng như tảng băng trôi vậy mà đã cười rồi. Cười lên thật sự trông khá là dễ thương đó. Tại sao cậu lại ngồi ở đây cả đêm vậy? Bà của cậu hẹn tối nay sẽ nấu ăn cho cậu. Xong đó cậu leo cây à? Tôi không thể nói rõ bây giờ được. Tôi chỉ là không cam tâm. Có thể là ba của tôi chỉ nấu ăn cho anh của tôi thôi. Ồ, tôi biết. Đó là Bác Hồn gì gì đó. Bác Hồn Dịch. Đúng 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 đúng, sinh viên xuất sắc của Đại học Thủ Đô. Và là người đàn ông vừa cao vừa đẹp vừa giàu. Trời ơi, con gái hay con trai đều như nhau mà một cục trưởng an ninh như ba cậu có phải quá phong kiến rồi không? Cậu cho tôi biết rằng chứng ba cậu tham ô, nhận hối lỗ, có nhân tình gì đó tôi sẽ báo cáo để rút giận cho cậu. Không, không cần đâu. Có lẽ ít trong lòng của ba tôi, từ trước đến nay tôi không xứng đáng là con gái của ông ấy. Tôi nhớ cậu là võ giả cấp 1 nhỉ? Đúng, đúng, đúng vậy. Ở trước mắt thì sắp đạt được cấp 1-1 rồi. Bà nội ơi, đây chính là khoe khuôn trá hình mà. Mình đã rất chăm chỉ dựa vào lời nghiền mà bây giờ chỉ mới ở cấp 0.7 thôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Cũng cảm ơn vì đã gói bữa tối lại, rất vui được gặp cậu. Bảo học tròn vũ. Đường cái sáu, sau này nhớ vô siêu thị mua chút đồ ăn nhẹ đi nhá. Đường đường là thiên kim, lá ngọc cành vàng, đừng có tùy tiện để mình chết đó. Nhục mà nhận được tinh thần lực cộng 1. Con nhóc này dám âm thầm mắng tôi bằng những cái lời lễ không hay đó sao? Ngày hôm nay trận đấu chính thức được mọi người mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Hội trường thi đấu chính thức. Hy vọng rằng ở trong buổi đánh giá cuối cùng hôm nay, các thí sinh có thể đem đến cho mọi người những màn trình diễn tuyệt vời. Tiếp theo sau đây, trận đấu đầu tiên của buổi thi đấu chính thức của ngày hôm nay sắp bắt đầu rồi. Lần lượt là Trần Vũ đến từ Thất Trung và Mã Lệ đến từ Nhất Trung. Vòng đầu tiên đã gặp phải mã số của Mã Lệ rồi. Hôm nay nhất định nó phải bắn phát súng đầu tiên thật đẹp đẽ.
Cuộc thi chính thức quyết định được số phận của các thí sinh sắp bắt đầu. Cuộc thi chính thức hôm nay bao gồm 20 tuyển thủ hạt giống cùng hợp với 12 tuyển thủ thắng hạng đã giành chiến thắng trong giải đấu mở đơn loại trực tiếp ngày hôm qua. Tổng cộng có 32 người. 32 tuyển thủ này được chia đều ngẫu nhiên thành các nhóm lẻ và nhóm số chẵn là 16 người tiến hành vòng tranh đấu đầu tiên. Điều kiện chiến thắng là người chơi thắng được 5 trận liên tiếp có thể trở thành nhà vô địch của năm nay và trở thành trạng nguyên. Giải thích nội quy đã hoàn tất tiếp sau đây. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc so tài đầu tiên. Trạng nguyên năm nay sẽ là đứa trẻ nào đây thật khiến người ta mong đợi mà. Những học sinh có thể tiến vào thi đấu chính thức là bước được nửa bước vào cánh cổng tinh anh rồi. Hy vọng năm nay chúng ta có thể tạo ra những hạt giống chất lượng tốt hơn xét cho cùng. Có thể nói tương lai của nhân loại phụ thuộc vào những bông hoa này. Mã số 21 tuyển thủ trận vũ đến từ thất trung đấu với mã số 13 tuyển thủ mã lửa đến từ thân nhất trung. Liệu cuộc đọ sức giữa hai tuyển thủ của nhóm số lẻ có lẽ mang đến cho chúng ta những cú sốc mới. Tiêu Vũ, cố lên, cố lên. Thật là thú vị, trận đấu đầu tiên của tiểu huynh đệ này đến từ thất trung. Cố lên, nữ thần mã lửa của nhất trung. Cố lên, nữ thần. Tôi sẽ không vì mã số của cậu lớn mà nhường cậu đâu nha, đấu trường như chiến trường. Tục ngữ có câu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, ân của nhà cậu một bữa cơm, cũng miễn cưỡng coi là con dâu nhà cậu. Nhưng dù là các vợ chồng á, cũng phải công bằng rõ ràng, tôi sẽ không hạ thủ lâu đâu. Lâu tình đâu, cảnh tượng trong mắt của Barry. Hử, cậu nói cái gì cơ? Chào ơi. Không được, vẫn không chịu bị cậu quyến rũ rồi. Trò Vũ, hãy thành thật trả lời tôi. Cậu đã bận rộn cái đêm, tại sao lại càng quyến rũ, càng khí chất hơn vậy? Hả? Sao cậu lại cảm thấy vậy? Đừng có giả vờ nữa. Chuyện sáng hôm nay tôi đều nhìn thấy hết rồi. Ồ, cái đó hả? Chết tiệt. Còn mẹ nó. Phòng số 22 bên cạnh là A7, nửa đêm nửa hôm á. Đi thủ. Này, phòng bên là học sinh xuất sắc của trường nào vậy? Mau dừng cái máy khâu trong tay cậu lại đi. Có đỡ cho người khác ngủ không vậy? Nửa đêm rồi mà có ý thức dùm được không? Ngày mai còn phải đi thi đó. Vậy còn chút liêm sĩ biết im lặng rồi. Đệt, vẫn còn hưng phấn vậy? Càng thủ càng tự mãn. Đang khoe khôn với tôi sao? Được. Tôi nhớ sự thách đấu của cậu. Kết thúc thủ dâm, kinh khí cộng 5, thể chất cộng 2, nắm ước chịu đựng cộng 2, miễn dịch cộng 3, mỹ lực cộng 1, cường độ cộng 1, tuổi thọ cộng 2, khí chất cộng 1. 7 tiếng sau, cái tên nhóc thối, cuối cùng cũng yên lặng rồi phải không? Giảm đỏ sức thủ dâm với tôi đến sáng à? Kết thúc thủ dâm với 86, sức mạnh cộng 32, thể chất cộng 17. Sức chịu đựng cộng 1, miễn dịch cộng 6, miễn lực cộng 8, cường độ cộng 8, tuổi thọ cộng 10, khí chất cộng 5. Cậu chỉ là đỡ của cậu, của đỡ mà thôi. Rất tốt. Thủ giam có một đêm mà tinh thần phấn chấn hơn rồi, cơ tớ cũng có tinh thần hơn. Kiểm sát viên, chính là cậu ta. Tôi tố các cáo cậu ta cạnh tranh ác ý ngồi sơn. Rõ ngồi rồi, chính là cậu ta. Cái gì? Cậu còn giả ngốc sao? Đó chính là thí sinh phòng 22 bên cạnh cậu đêm qua, có phải là cậu đã làm ồn suốt đêm không? Cố tình làm ảnh hưởng đến trạng thái của tôi, tôi đã ghi âm lại rồi. Cậu vậy mà lại thủ dâm 7 tiếng đồng hồ, không hề dừng lại, vừa ra chính là cậu. Hóa ra, cậu chính là thủ hạ bại tướng à? Vậy mà cậu cũng chính là đỡ của đỡ, đã khai mào cuộc chiến á. Việc liên quan đến danh dự đàn ông của tôi sao có thể mà nhận thua chứ? Nhận được ghen tị và bài xích. Tự tin cộng 18, mỹ lực cộng 30, may mắn cộng 11, khí chất cộng 22. Không ngờ rằng thừa hưởng kỹ năng thủ dâm cũng sẽ bị mấy người ghen tị từ chất vấn. Có lẽ đây chính là cuộc sống. Được người khác giới ưa thích, nam tính trừ 6, khí chất trừ 4, mỹ lực trừ 8, tăng cường nội tiết tối nam trừ 3%. Ở trời không có mắt á, tôi anh tuấn tiêu sái như vậy lại thua vì một thời gian ngắn.
Chết tiệt, sao lại có loại người văn võ song toàn như vậy, tập trung cả nhân sắc và trí tuệ trên một người, còn là người cường tráng biến thái như thế chứ? Tại sao Quách Lợi Nghiền lại dám? Anh Đồng Phủ, sau khi kỳ thi đại học kết thúc chúng ta ấy ấy đi. Mở số lớn giờ đang trong thời gian thi đấu, xin cậu đứng đắn chút đi. Được thôi, anh già. Đồ lừa đảo đánh lén. Tôi thừa nhận có chút rung động với cậu. Nhưng mà đừng có tưởng rằng cậu đẹp trai thì tôi không dám đến cậu, coi đừng có dũng mãnh cường tráng như thế nào cũng phải đi đại học xong mới tôi mới có hứng thú. Đến đi, mở số lớn. Đáng ghét, thân thủ của mã lỡ thật là linh hoạt. Đi, thật là vướng người. Mã số lớn cậu là cái quái gì vậy? Tóm được cậu rồi. Wow, thân thủ của mã lỡ linh hoạt quá đi. Nhị Thiên Kim, nhà của Mã Thị đúng là có bản lĩnh mà. Tiễn thủ mã lỡ của Nhất Trung đã dùng thân thở của linh hoạt và mạnh mẽ của mình đã quấn lấy tiễn thủ trọn vũ của Thất Trung. Cô ấy muốn làm gì vậy? Khu chờ chiến ở bên Nhất Trung. Nhà đầu mã lỡ này lại muốn làm cái trò gì đây? Hy vọng mã lỡ sẽ nhanh chóng hạ cái tên nhóc này, nếu không cuộc thi này đối với học sinh của Nhất Trung chúng ta mình nó sẽ trở nên rất khó khăn. Tốt nhất là nên đánh chết cái tên nam sinh cường tráng này đi. Trước trí mã lệnh này cũng không tệ, mông to, giỏ đĩ, mậy nó. Ồ, nửa thân dưới còn ẩn giấu vũ khí sao? Rắn chắc, dao nhỏ sao? Tốt nhất đừng có lấy ra, vi phạm các vật phẩm được dùng đó. Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra, mọi người đang nhìn đó. Thả ra cho tôi. Ồ, xấu hổ rồi. Đỡ tôi xem. Bị tổn thương, khí huyết cộng 11. Đáng chết. Xem chiêu đây. Bị tổn thương khí huyết cộng 15, cộng 14, cộng 18, cộng 16. Tuyệt, mã lỡ tung ra một đòn tấn công với mật độ cao và trọng vũ. Tiễn thủ trọng vũ đứng tại chỗ không cách nào mà né tránh, liệu cậu ấy có thể thoát khỏi vòng vây này không? Đáng ghét, nỡ cứ tiếp tục như này mình không thể thoát khỏi vòng vây được. Cứ như vậy liên tục tấn công tôi. Tiếp hơn ở trong quyền của tôi vậy mà không hề bị thương. Cậu thật sự quá là mạnh rồi. Không được, tôi động bình thường không thể đối phó được với cái tên này. Bị tổn thương khí huyết cộng 36. Sao nào? Chưa ăn cơm sao? Chỉ chút lực như vậy mà đã gánh cứ cho tôi hả? Cậu thật. Cho cậu thêm một cơ hội nữa, giống như ban nãy, áp chế tôi đi. Thứ gì vậy? Đợi đã, đây không phải là chiếc mũ màu xanh cậu đội lúc hai cuộc sao? Đúng vậy, đây chính là kỹ năng đặc biệt của tôi, vô pháp bốn quả ngu đầu nhân NTR. Tố cáo, tôi muốn tố cáo. Nói xem cậu có muốn tố cáo cái gì? Tiễn thủ mã lệ sử dụng vũ khí trái phép. Không tính, tổ kiểm tra đã xác minh trước rằng mũ của Mã Lợ là quần áo sản phẩm dệt may và không thuộc danh mục vũ khí này mà không tính là vũ khí sao? Đương nhiên không tính là hàng dệt may, chất liệu được sử dụng để làm chiếc mũ này trông không khác gì là vải thông thường. Nhưng chỉ cần truyền sức mạnh là có thể thay đổi sức mạnh của nó, khiến nó trở nên sắc bén hoặc là cứng cáp. Vật liệu này tên là tuyết sa ớt, chỉ được sản xuất tại cổng thời không dị cảnh, rất quý giá và được bán theo miligam, được gọi là mô cương dương của tự nhiên.
Nó thường được sử dụng cho các ca phẫu thuật tái tạo nội tiết tâm. Nội tiết năm. Cậu đây chẳng phải là đang lợi dụng sơ hở để gian lận sao? Oh no, tôi đã khai báo vật dụng và chất liệu rõ ràng rồi. Thẩm tra của tổ kiểm tra tuyển dụng tuyển sinh đại học cũng đã thông qua rồi, không có vấn đề gì cả. Đúng, đúng không, thầy giám khảo? Năm nay không quản được, nhưng xét theo tình hình hôm nay, bắt đầu từ năm sau tổ thẩm tra sức xác suất cao sẽ sắp xếp thuốc xa ớt vào loại vật liệu kém kỹ. Cảm ơn đã khen. Khốn kiếp, như này quá là bị động rồi. Xem ra sở trường của cô ta là võ pháp. Vậy thì pháp sư đúng không? Pháp sư đánh tầm xa sợ nhất là cận chiến. Một cái đám định thắng bại tuyệt đối không có cơ hội, không đỡ cậu có cơ hội tấn công. Thật sự là một con bọ cạp với trái tim nham hiểm đấy, mở số lớn. Tất cả các cuộc tấn công trước đó chỉ là đồ nhựa của cô thôi phải không? Đầu tiên là dùng tay không không có tính đe dọa đã khiến tôi buông lỏng cảnh giác. Sau đó, dũng mô đánh lén tôi, tiện thời giải thích ra chất liệu và đặc tính khiến tôi tập trung toàn bộ vào nó. Nhưng mẫu chốt cuối cùng mới chính là chiếc mũ xanh đã được cô truyền sức mạnh từ trước và làm từ những sợi chỉ tước xa ớt. Dù là chiến đấu bằng tay không, hay là tấn công từ xa bằng mũ, ý đồ thực sự của cô là lặng lẽ điều khiển và bố trí rất nhiều đường mũ trên toàn bộ sân. Cuối cùng mới dùng sức mạnh của mình điều khiển các đường tước xa ớt để tạo thành một mạng lưới lưỡi đao có sức mạnh. Khi tôi chủ động giao lao tới tấn công cô sẽ trực tiếp giết tôi. Bingo, thật là thông minh đó, anh chàng cường tráng. Xem ra cậu cũng không biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ nhỉ? Có tiền, có thứ, còn có đầu óc, thật sự là muốn làm gì thì làm đó nhỉ? Mã lỡ. Giàu có cũng là một loại thực lực, chưa thua đi anh bạn. Lại nữa à, cha tôi đã dạy tôi không được vấp hai lần trên một hòn đá. Hả? Khốn kiếp, sao lại không cử động được? Bỏ cậu thật tuyệt vời nhưng cậu vẫn vấp ngã đi thôi. Võ pháp đến. Nhận được nghiền rũa hành động cậu 100%. Cô đúng là quỷ quyệt thật đó. Nhận được nghiền rũa hành động cậu 100%. Cô đúng là quỷ quyệt thật đó. Thật sự là quá tuyệt rồi. Mở lỡ của trường nhất trung. Với chân lực đỉnh cao của mình á, trực tiếp ghim tròn vũ tại chỗ không thể nhục nhích. Bigo, cậu trả lời đúng rồi. Trần trời cuồng trớn à, tôi chính là quỷ quyệt như thế đó. Cuộc sống quả thật là thú vị. Khủng kiếp, cô đừng có mà kêu căng. Khả năng ứng biến tình huống rất tốt, có dụng có mưu. Khả năng ứng biến tình huống rất tốt, có dụng có mưu. Học sinh giỏi, năm nay chúng ta có thơ một học sinh giỏi. Đúng như mong đợi của trường nhất trung, chúng ta đã đào tạo được mã lửa đứa trẻ xuất sắc này. Thật là một cơ hội hoàn hảo. Đứa trẻ học trường nhất trung này bắt đầu chúng tôi nhất định phải có được. Anh lại cùng mẹ nó nhất định có được, tôi sẽ không tránh giành toàn bộ với anh nữa. Mã lỡ phải là chúng tôi. Cách lập kế hoạch và bố trí trên chiến trường chính là nhân tài mà Tân Đông Phương chúng ta cần có. Tôi đánh giá cấp A. Đi thôi Niu. Con muốn làm gì? Tôi đã ăn cơm nhà cậu rồi. Với tư cách là một nửa con dâu, tôi không thể nhẫn tâm mà giết cậu được. Ném ra khỏi sân và lỗi cậu là được rồi.
Cái này tiễn thủ Trần Vũ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của tiễn thủ Mã Lợ, trực tiếp đẩy cô ấy ra khỏi sân đấu. Tại sao cái gì? Tại sao cậu có thể thoát khỏi võ pháp định thân thuộc của tôi? Đó là nằm mù vẫn còn trên đầu cậu. Cái này hả? Vợ giải thích với cô ta thế nào đây? Cũng không thể nói với cô ta về cái chuyện về lời nghiền, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cái đấy của cô ta lớn thật, bắt đầu chuyển chủ đề. Còn nói nữa sao, cô dám đội mũ xanh cho tôi? Đừng có qua đừng có khua môi múa mép, chắc chắn là anh đang giở trò gì đó. Bingo, cô không phải cũng là vậy sao? Dùng âm mơ quyệt có của một loại thực lực đó. Trần Vũ, đồ khốn kiếp! Chúc mừng, Trần Vũ của Thất Trung đã giành được thắng lợi đầu tiên trong trận đấu chính thức hôm nay. Khởi đầu tốt đẹp, hiệu trưởng ơi, thần tài của ta phản tố. Mẹ nó, thật tốt quá, Tiêu Vũ lại thành công rồi. Chúc mừng, Trần Vũ đã giành được thắng lợi đầu tiên trong trận đấu chính thức hôm nay. Chó săn nhỏ. Tiếp theo là vòng đấu thứ hai. Số hiệu 20, Bá Hồn Diệu trình độ năng lực cấp 1.04. Trận đấu đánh số 08 Triệu Mộc là trình độ nâng cấp năng lực cấp 12. Lên đi, Bá Hồn Tiểu Diệu. Chúng ta hãy chờ xem biểu hiện đặc sắc mà các sinh viên của trận đấu chính thức thứ hai mang đến nào. Tuy rằng đều là tuyển thủ hạt giống, nhưng cuối cùng đối với cô Bá Hồn Diệu không sao cả, đối với ai cũng như nhau, nói tóm lại tôi nhất định sẽ thắng. Bác Hồn Diệu lên sân khấu rồi, nói thế nào cũng là người của nhà Bác Hồn á. Lọt vào top 8 chắc không phải là vấn đề không lớn nhỉ? Đừng có nói nhảm với thực lực của nhà Bác Hồn. Năm nay có khả năng giành được vị trí số 1 huống chi là top 8. Nhà Bác Hồn, quán quân, đúng rồi. Hiệu trưởng thầy có biết Bác Hồn Dịch không? Người này chính là anh trai của Bá Hồn Diệu, thủ khoa kỳ thi đại học lần thứ 20, bây giờ là chủ tịch hội sinh viên đại học Kinh Thành. Thực lực của người ta ít nhất mạnh hơn còn một nửa. Vậy giỏi như vậy sao? Tuy đã nghe phong thanh về dòng họ Bá Hồn, nhưng em cũng chỉ biết hai anh em nhà bọn họ rất ưu tú, mà so với các gia tộc lớn khác thì không có gì nổi trội hơn cả. Thế lực của gia tộc họ có lớn không? Mới ngồi đồn thổi nghe ghê gớm lắm. Không phải là thế lực của gia tộc, mà cũng không phải là Bá Hồn mạnh bao nhiêu, chỉ là thiên phú của dòng tộc đó có chút đặc biệt.